Hi, Miss xin chào các bạn. Tiếp tục với phần English words you may pronounce wrong. Những từ tiếng Anh bạn có lẽ phát âm sai. 6 từ tiếp theo các bạn nhé. Da của mình á sẽ là leather. The. Rung nha các bạn, đọc như chữ D nhưng mà đưa lưỡi ra, rung ra. The. Leather. Leather. Da ha, có nghĩa là da thú đó các bạn. Trang phục, giày dép làm bằng da ha. Leather. Con cú của mình á sẽ là gì đấy? Our. Our của mèo các bạn ha. Thư viện của mình á có hai cách đọc. Người Anh á sẽ đọc là library. Âm ơ nhé, còn người Mỹ sẽ đọc là âm e. Library. Library. Còn người Anh sẽ là library. 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 Nghe cũng không khác nhau lắm nhỉ. Múa ba lê của mình sẽ là, với Anh sẽ đọc là ballet. Ballet. Còn người Mỹ sẽ đọc là ballet. Ballet, nhấn khác nhau các bạn nhé. Thể loại hay là loại gì đó thì sẽ là, với Anh sẽ là genre. Genre. Người Mỹ thì nghe sẽ là genre. Genre. Genre ha. Nó cũng không phải là chữ A dài, nó nhanh đó các bạn. À, genre. Nghe cũng hơi giống chữ O các bạn ha. Genre. Genre. Nghe cũng giống nhau hả? Rồi, phòng thí nghiệm của mình ha. Với người Anh họ sẽ đọc là laboratory. 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 Người Mỹ sẽ đọc là laboratory. 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 Lại các bạn nhé. Da thú sẽ là gì đây? Leather. Leather. Con cú của mèo sẽ là gì? Our. Our. Thư viện Anh library. Library. Anh Mỹ library. Library. Múa ba lê Anh sẽ là ballet. Ballet. Người Mỹ ballet. Ballet. Rồi, thể loại hay loại của mình sẽ là genre. Genre hay là genre các bạn nhé. Rồi, phòng thí nghiệm của mình Anh laboratory. Laboratory. Anh Mỹ sẽ là laboratory. 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 Okay, that's our goodbye. See ya.